Vậy thứ sinh hoạt của em thì vẫn phải vợ phụ và chăm sóc mỗi ngày, chứ em cũng không có tự lên xe thúng xe là phải ẵm bồng. Tụi em đúng là cứu tinh của nhau đó hả? Khi em thấy anh như vậy á, thì em có nghĩ là mình sau này mình sẽ là vợ anh không? Em có chùn bước không? Dạ, trước khi mà hai đứa gặp nhau thì trước đó là hai đứa cũng nói chuyện thời gian là mấy tháng rồi. Mình thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, cũng dễ mến. Rồi em mới nói là thôi em sẽ là người bạn. Em cứ ngồi ghế đi bé. Em ngồi đi. Trước tiên, anh Thuận và chị Hồng Vân chào hai vợ chồng em và rất cảm ơn hai vợ chồng em đã đến đây và tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ, đến chương trình hôm quà nay để thì vợ chồng em có món quà gửi tặng cho chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Trời ơi, đây cũng là cái mà mặt hàng mà hai tụi em đang bán á. Đang kinh doanh đúng không? Tụi em đang ở đây chúng mình đúng không? Nhưng mà là kinh doanh cái gọi là hạt điều. Và hạt điều này là từ Bình Phước đúng không? Bình Phước này là, là nổi hàng tiếng nhà, là hạt hàng điều. Nhà của đứa em làm á chị. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng em trước tiên là giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lâm, năm nay em 35 tuổi. Hiện em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và nghề nghiệp của em là em đang là giáo viên thầy giáo xe lăn á. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thơ, em năm nay 34 tuổi và em ở quê ở Bến Tre. Một người ở Bến Tre, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy thì làm sao mà gặp nhau? Thì em với vợ em là đều làm thơ á anh, yêu thích thơ văn á. Thì em có sáng tác thơ và chị vợ em cũng vậy, thì tụi em quen nhau qua Facebook. Cái lần lướt Facebook á anh chị, thì em vô tình thấy cái thơ Phan Ngọc Lâm, thơ Ngọc Lâm, một cái anh chàng ngồi xe lăn. Thì em cũng thích thơ mà em cũng tò mò, em nói là tên thơ Ngọc Lâm mà chắc là thích làm thơ đây. Thì thấy cái phay ảnh cũng rất là nhiều thơ, mà em ấn tượng nhất là cái cổ thơ mà ảnh viết về gia đình á. Ảnh là một người xe lăn mà có trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho cha mẹ và em út đang học hành, em cảm thấy cảm mến. Khi em nhận được cái tin nhắn làm quen của bạn này thì lúc đó em suy nghĩ sao? Dạ thì em thấy, tại vì em làm thơ cũng rất là nhiều bạn hay kết á, thì có những người yêu thích thơ cái bạn này thì em cũng đồng ý liền, rồi cứ nói chuyện qua lại có mấy tháng sau đó rồi mới gặp nhau lần đầu tiên. Rồi thì cái cảm xúc của lần đầu hẹn hò đó là sao khi mà em gặp vợ em á? Lần đầu cảm xúc vui và mắc cười đó anh chị. Cái sao mắc cười? Cái cảm giác nó kỳ sao sao, chắc rung động đó, chắc tim đập mạnh. Dạ, cái lần đó là em từ bên quận 7 em qua bắt xe buýt qua bên anh Lâm. Anh nói cái địa chỉ cái nhà may mắn á là ở trong cái hẻm, nhưng mà em cứ ngỡ là ở ngoài mặt tiền đường. Cho nên em xuống xe buýt thì em tìm mãi không có. Em cứ bắt một cái chiếc xe ôm á, em tìm từ sáng tới trưa tới gần 12 giờ luôn. Mà cái chú xe ôm nó cũng không có biết là cái chỗ nhà may mắn đó ở đâu hết. Mấy em? Dạ, Bình Tân ạ. Nhưng mà ở trong hẻm. Cuối cùng có gặp được không? Dạ, cuối cùng thì em cũng tính đi về rồi. Nhưng mà thôi, đã lỡ cất công tới đây thì cũng ráng tìm anh này. Em mới quay lại và thấy cái anh này vô tình ảnh ngồi, đang ngồi chờ ngoài nắng thấy thổi thấy thương quá chừng luôn và mừng lắm. Mà lần đó em thấy cô này nhắn tin là trên đường cứ nhắn là sẽ đến. Mà em đợi hoài từ sáng 7 giờ 8 giờ sáng mà tới 11, 12 thì chưa không thấy. Em cứ tưởng cô này cho em leo cây cơ. Thì cái xe em đi cái xe điện cũ, cái xe em tự lái được á. Chạy ra chạy vào giết cái nó bể bánh luôn. Còn cái máy tính của em mở lên để xem có tin nhắn nào cũng hư luôn. Lúc đó các em hai người gặp nhau, em nghĩ vợ sao lần đầu tiên mà gặp nhau giống như khắc tinh quá, giống như khắc tinh của nhau là có trời cả sao hay là trời thử lòng á. Dạ, nhưng mà sau này lại giống như là lại hóa ra là cứu tinh của nhau. Nhưng mà anh muốn hỏi nè, về cái tay của em á, tay của em thì nhắn tin với đánh máy tính thì nó như thế nào? Dạ thì hồi đó em bị tai nạn cách đây là mười mấy năm rồi, thì hồi đó em liệt hết tay chân luôn, cả tay cũng yếu lắm. Mà em luyện đó bao nhiêu năm thì em nhắn bằng cái cùi ngón tay này, rồi em gõ thì bằng cái cùi ngón út, gõ máy tính đó, bằng cùi ngón út. Còn xài chuột thì hai tay em mới ôm em xài. Điện thoại thì em xài điện thoại của bắp, em dùng cái cùi ngón tay này em bấm. Điện thoại thì có cái dây để mảnh móc lên cho anh không cầm được. Lúc đầu mà quen á thì nhắn tin á, nhiều khi mình nhắn xong mà chờ lâu quá không thấy trả lời cũng giận trong lòng, sao mà mới nói chuyện đây mà nhắn tin hoài không thấy. Ai về khi mình gặp mặt ảnh thì biết cái tay ảnh rất là yếu, không có cầm nắm gì được cả. Nhiều lúc đăng nhắn đó chị thì cái tay nó gồng á, thì cái máy nó rớt mất tiêu. Có khi tắt nguồn, có khi là rớt xuống em cũng lấy không được, phải nhờ người lấy. Nhưng mà cái tai nạn của em là sao em? Là ngày xưa thì em đang là sinh viên năm nhất của trường sư phạm Bình Phước á, thì một lần em đi đón người nhà ở ngoài quê vào thăm á, thì em đi trên đường thì em bị tai nạn, bị gãy cổ, coi là liệt toàn thân luôn. Và hồi đó cũng tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng may là nằm lại, cứ gia đình cho điều trị hoài thì cũng cùng em cũng sống được. Rồi em sinh vào máy ấm nhà may mắn á,
em tiếp tục hỗ trợ cho mình điều trị tập lý dữ liệu rồi em học nghề luôn vi tính. Sau này cái bây giờ em đang là giáo viên dạy tin học cho các em trong trường cộng đồng đó, các em mồ côi với khuyết tật trong đó. Công nhận như vậy là em quá là có nghị lực á. Dạ. Tại vì tưởng là liệt rồi á em ơi, mà bây giờ cuối cùng là em cử động tay chân rồi lại còn xài IT ngon lành ha. Bây giờ mọi thứ sinh hoạt của em thì vẫn phải vợ phụ và chăm sóc mỗi ngày, chứ em cũng không có tự lên xe thúng xơ được, phải ẵm bồng. Tụi em đúng là cứu tinh của nhau đó hả? Dạ. Khi em thấy anh như vậy á thì em có nghĩ là mình sau này mình sẽ là vợ anh không? Em có trùng bước không? Dạ, trước khi mà hai đứa gặp nhau thì trước đó là hai đứa cũng nói chuyện thời gian là mấy tháng rồi. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, cũng dễ mến. Rồi em mới nói là thôi em sẽ là người bạn của anh để mà chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống á. Thì anh mới nói là bạn của anh thì nhiều rồi, anh chỉ cần một cái người mà đi cùng anh suốt đoạn đường thôi. Cái em nói trời ơi, anh này bị khuyết tật vậy mà cũng lạc quan, cũng tự tin quá. Trời, anh là nhà thơ rồi. Bên thơ văn người ta ăn nói hay lắm. Sau đó thì tụi em, cái tần suất mà tụi em gặp nhau là một tuần được mấy lần? Vợ đang làm bên quận 7 này nè, thì công việc cũng làm ca đêm á, vất vả quá, cái vợ cũng muốn thay đổi công việc. Thì lúc đó em biết được như vậy, cái em cũng nói với vợ là em giống như mình dụ luôn á. Mình kêu là thôi bây giờ em chuyển về bên gần anh đi, em xin công việc bên này đi. Có gì làm bên này rồi mình qua lại mình trò chuyện tâm sự làm bạn cho nó dễ. Đó thì vợ em cũng nghe, cũng thấy em thuyết phục, rồi vợ em cũng nghĩ là thôi cũng đang thay đổi công việc á. Thì vợ em cũng đồng ý về đây xin việc làm. Em nhưng mà lúc đi. Đó là em chắc cũng đã mến mến ảnh rồi đúng không? Dạ. Tiện tại vì mình thấy ảnh cái sinh hoạt của ảnh cũng rất là khó khăn, lúc nào cũng phải có người ẵm bồng hỗ trợ ăn uống này kia chị. Nhưng mà cái lúc đó tại vì em là nữ, dạ, ảnh là nam, cho nên cái chuyện mà mình đẩy xe thì nó dễ rồi, nhưng mà cái việc mà ẵm ảnh lên rồi thay đồ cho ảnh cả mọi thứ đó thì nó như thế nào? Dạ, lúc đó sao? Thì hai đứa tìm nhà trọ sắp xếp công việc làm ổn xong rồi thì lúc đó trong nhà mắng cũng có nhân viên chăm sóc anh, rồi có đứa em nó cũng phụ. Sau này khi mà hai đứa em nó về quê đám cưới á, rồi nó mới chỉ lại chị chăm sóc cho anh như vậy thế này nè. Rồi từ đó là em tắm rửa này kia lo cho ảnh hết luôn. Ví dụ như lúc mà bạn chăm sóc em vậy, em có mắc cỡ không? Cái lần đầu tiên đó thì rất là ngại. Hôm đó là em bị đau bụng á, mà cái anh chăm sóc thì anh đi về nhà, anh có việc bệnh á. Rồi anh có khách anh không xuống luôn. Cái 10 giờ đêm rồi thì vợ em mới cũng chơi đó. Vợ đó em cũng ngại, em đuổi vợ em về. Em nói thôi em đi về nghỉ sớm đi, anh để anh đi ngủ. Mà em bị đau bụng á, em không dám nói. Cái sau vợ em về, vợ em cũng để ý, cũng biết em bị cái gì rồi. Cứ vợ em cứ về nhà nhắn tin hỏi là anh có sao không, sao giờ anh lên ngủ chưa. Sau em cũng phải nói thật là em bị đau bụng như thế. Không ai, cái vợ em mới thấy thế. Cái vợ em chạy qua ẵm em vào toilet rồi tắm rửa rồi về các thứ cho em hết luôn. Thì lần đó em rất là ngại, nhưng mà em nghĩ thôi mình cũng vào thế rồi, với đây cũng giống như mà một cái lần thử thách cho mình xem tình cảm của vợ dành cho mình như thế nào. Lúc đó vợ em làm hết cho em. Lúc đó thì em nghĩ mình giống như là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân vậy thôi. Cho nên cũng cố gắng, cũng mình cũng thương ảnh cho nên mình cũng làm hết sức mình. Càng nói gần đây thấy thương quá chị. Không, thực ra là em gặp được vợ em á đúng giống như là gặp thiên thần á, dành riêng cho mình á. Sau cái bữa chăm sóc đó, người đàn ông này chắc chắn là sẽ có một cái gì đó để mà tỏ tình với cô ấy. Em đó. Có làm một bài thơ tỏ tình nha, suy nghĩ cả đêm nằm thì viết một bài thơ rất là dài. Còn nhớ không? Dạ, còn có 7-8 khổ quý vị dạ. Cái khổ nào mà nó hay nhất và em thích nhất? Thì em đọc 1-2 khổ đầu đi. Đời anh khuyết tật tha hương, nếu em thiện ý thì thương thật lòng. Anh xin suốt kiếp làm chồng, yêu em chung thủy nguyện không đổi rời. Bằng lòng đi nhé em ơi, về đây dệt mộng, trao lời yêu thương. Ta xây hạnh phúc thiên đường, sẽ chia gian khổ, nhịn nhường hy sinh. Khi mà em nhận được cái bài thơ đó thì em như thế nào? Dạ em cũng rất là cảm động và thấy anh này nói cũng chí lý quá, cũng đúng ý mình. Có coi như là có làm một bài thơ để ngươi là đáp lại không? Dạ cái bài thơ sau này thì em cũng có viết một bài thơ. Tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao. Câu thơ yêu quá ngọt ngào, lưu tình ta đến ngàn sao chẳng mờ. Chắc người ta bảo em khờ, quen anh chi gã yêu thơ thật nguyện. Không danh phận chẳng bạc tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Yêu anh bằng tấm chân tình, thì không quan trọng dáng hình giàu sang. Ngày làm tối đến mơ màng, dệt câu thơ hát muôn ngàn lời ca.
thấy tình luôn mãi nở quá, sống đời bình dị nhưng mà vẫn vui. Trời, hay quá. Hay quá. Hai người này giống như là trong chuyện cổ tích vậy chị. Rồi bây giờ chúng ta bây giờ quay đến cái phần gọi là vui nhộn. Mặc đó dù như là, vậy là mặc dù phải vậy, có tật đó, xấu thôi. Đó, đúng rồi. Và em cũng có một chút cái tật xấu cũng vui vui. Đó là thỉnh thoảng cũng hay nhõng nhẽo. Chẳng hạn mỗi ngày buổi sáng lại là đều hung em. Và em cũng hung rồi, nhưng mà có nhiều khi em đang ngồi làm việc ở trên máy á, mà đang tập trung á, là vợ em cứ kê cái má lại là bắt em hung hoài. Hung một lần, hung hai lần, ba lần, năm lần cái. Cứ để hoài đó, hung hoài bắt làm cho em nổi quạo. Cái thứ hai nữa là có cái tật chìm vợ em đó là làm việc á, nhiều khi á, không có để ý thời gian á. Ví dụ làm một cái việc gì đêm khuya rồi thì mình nghỉ đi, tay đi, mình mai mình làm tiếp. Nhưng mà vợ em không chịu, là làm tiếp tới khuya, bắt đầu mới tắm. Mới đi tắm rửa thì bắt đầu ngày mai là bệnh. Bệnh thì em nói thì vợ em lại giận. Là hay giận, dạ, đúng không? Có một cái nữa là cũng vui vui. Cái gì vợ em cũng làm, cũng siêng hết. Mà mỗi có một chuyện là chưa làm được. Tối bữa nào cũng ngủ, vợ cứ nói là anh à, đến mai em phải dậy sớm tập thể dục mới được. Mà cuối cùng ngày mai dậy là làm gì đó, hoặc là lại trễ là không, lại không tập. Điều khúc nó lặp đi lặp lại hoài luôn, năm đúng không? Này sang năm khác, đúng không? Ừ, sao nó giống ai quá. Tại vì giống em luôn. Giống chị. Tại vì vợ em hay ẵm bồng em như thế đó, em cũng lo. Cho nên em có mua cái nẹp cho vợ đeo lưng mỗi khi ẵm này. Rồi cũng mong là vợ tập thể dục thường xuyên đó, để mình giữ cái cơ xương khớp mình nó khỏe. Chồng em lo cho sức khỏe cho em, đúng không? Đó, lo cho sức khỏe em. Nhưng mà tại vì ảnh á, tại vì anh á, tối nhiều khi mà ngủ cái chân nè có bị co thắt á, anh chị nó co nó giật, nhiều khi đang ngủ thì nè cái chân gồng lên đá giật một cái đụng giật mình á, mà một đêm anh ngủ thì nhiều khi 11, 12 giờ cứ trăn trở hoài không ngủ được, ngứa ngáy rồi đau á, cái mình cũng không ngủ được. Khi ngủ được rồi á thì cứ đụng mình giật mình vậy á, một đêm là mấy lần tới sáng luôn, cho nên sáng giờ không nổi là phải rồi. Lâu lâu cho đem gồng đá trúng vợ em hoài, có khi đá bầm cái chân là mình không biết đúng không em? Dạ không, chỉ không kiểm soát được. Rồi bây giờ tới em. Dạ bây giờ thì em xin phanh phui tật xấu anh. Thì nói thật ra thì không phải là tật xấu với anh chị, nói chung là ảnh giống như là một người đàn ông mẫu mực, con trưởng trong gia đình mà, cho nên lúc nào cũng em út hoa gì ai là thấy là khuyên, là chỉ bảo cái này cái kia, nhiều khi làm không đúng ý là la, mình làm cái gì không đúng mà ảnh hay nhắc tới nhắc lui, mà nói dai nói nhiều á, mình cảm thấy hơi bực. Nhưng mà mình nghĩ lại những cái lời khuyên là lời nói của anh cũng đúng. Ảnh nó ngồi xe lăn thì nói chung là ảnh hay đau á, những lúc cũng ảnh hay khó chịu, mình cũng chấp nhận được chứ không nghĩ là phải thật xấu. Nhưng mà bình thường mình là chịu, mình em nằm hay là em ngồi xe lăn? Dạ thì một ngày buổi sáng là em dậy sớm, em tranh thủ ngồi lên máy á, làm việc 1-2 tiếng, đăng bài rồi bán hàng rồi nhận đơn các thứ. Sau đó em 9 giờ vậy, 9 giờ thì em đi dạy tới 11 giờ. Sau đó về là ăn cơm trưa xong em đi nằm nghỉ và tập một tí. Chỉ lèo tới khoảng 2-3 giờ là xuống xe là ngồi tới tối luôn. Tối là với ảnh đi nằm. Chỉ có đêm là ngủ được chút thôi. Ảnh nằm nhiều, ảnh không chịu được. Có mong muốn thay đổi gì không? À, thì em cũng chỉ mong muốn là vợ chịu khó tập thể dục và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Để đồng hành với em trong cuộc sống lâu dài. Còn em? Dạ con em thì chỉ mong cho sức khỏe chồng em được khỏe, hai đứa cùng làm việc thì là vui đó, rồi. Đúng rồi, cái đó bây giờ là cái vốn quý nhất của tụi em. Dạ, sức khỏe là quý nhất, đúng không? Dạ. Hôm nay nhân cơ hội ngày hôm nay thì anh muốn nghe em có cái điều gì muốn nói với vợ mình không? Thì thay lời muốn nói thì em xin hát tặng vợ em mấy câu về bài hát vợ tôi Thay lời muốn nói, đúng không? Dạ. Tôi thương vợ tôi, nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi, tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi, không lượt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi, biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dai dầu. Không ham giàu sang, không đùa đòi gia lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau, hai đứa nghèo chung manh lít che. Sau bao nhiêu năm dấu vẫn nghèo, những tình càng xấu. Tất cả những cái gì mà em nói là đều vợ em có hết luôn á. Chị cảm nhận vậy đó, là em có hết luôn á. Anh chị chỉ xin chúc hai vợ chồng em sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Trong cuộc sống sẽ có những cái may mắn đến. Đúng. Và thậm chí là sẽ có những cái phép màu. Đúng rồi. Những phép màu sẽ đến với hai vợ chồng em. May mắn nè, phép màu nè, và sức khỏe sẽ đến với hai vợ chồng em. Nghe vợ chồng em rồi anh chị. Và hãy cứ tận hưởng cái cuộc sống này. Vợ chồng đầu tiên.
chào hai người bạn. Em chào chị Vân, chào anh Bin. Ôi, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Mình là Quỳnh Phượng, là diễn viên. Xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chắc là mọi người thì rất là yêu mến cái chương trình Vợ Chồng Son này, giống như vợ chồng em. Đây là thật ra thì vợ chồng em xem chương trình này để anh chị, để mình có cái kinh nghiệm sống vượt qua được 19 năm qua, là chắc cũng có một số năm để nhờ Vợ Chồng Son để tụi em có cái kinh nghiệm á, chứ cãi lộn nhau hoài. Dạ. Dạ. 19 năm. Dạ. Bây giờ em bật mí cái tuổi của em ra coi. Em là năm nay em sinh năm 80, nên em 39 tuổi ạ. Phải công nhận là Phúc trẻ thiệt. Dạ. Quá. Dạ, cảm ơn anh. Giờ Phượng nó nói tuổi ra còn mất hồn nữa nè. Đó, giờ mời em. Dạ, em nhỏ hơn Phúc 1 tuổi ạ. Đó. Ôi, chị cái tuổi chị bằng nó là chị đã giống vậy rồi. Thiệt. Lần đầu tiên các bạn quen nhau như thế nào? Và ai ấn tượng ai trước tiên? Em nhớ năm đó vô trường sân khấu là em học lớp thầy Đoàn Dũng, Phượng học lớp thầy Công Ninh. Thật ra thì lớp em với lớp này là không ưa nhau, hai lớp chung với nhau là không ưa, tại vì thấy bên này gái đẹp, mà lớp em là gái là không có được đẹp những gái này, nhưng mà bên gái lớp này chảnh lắm chị. Em thấy bạn này là hồi đó bạn này kiểu chảnh, chảnh chó mà kiểu rất là chảnh. Cho bỏ ghét cái chị. Dạ, và em nói là mà tính em thì nếu mà đứa nào mà càng chảnh em càng phải chinh phục. Lúc em có bồ rồi nhưng mà em vẫn muốn quen nhỏ này, quen bỏ xong rồi bỏ đi cho nó bỏ ghét, tại vì em thấy tại nó chảnh quá. Nó chảnh quá, đúng rồi, nó chảnh quá, mà biết là ba là nghệ sĩ nhân Đỗ Lộc nữa, cứ biết cùng nhà nghệ sĩ. Cho nên là trong lớp em thì nó cũng nói là ý đồ không có trong sáng vậy. Nó cũng nói em là mày thử đi, giống như là ý là mày cũng thách đố em là con mày được vui cho bỏ ghét đúng không? Đúng rồi, tiện Phượng nó khó quen lắm, mà lúc đó nó đang là cũng rất là nhiều phim, đóng phim, lúc mới vô trường đã có phim rồi, chị đi phim rồi đi diễn cho anh Tiết Cương nữa. Cái em tìm đủ mọi cách nhưng mà hoài không được. Sau đó là ông này là phải chở em đi diễn chắc cũng phải cả 2 năm mấy luôn á. Mà cứ chở ngang hông vậy mà nhất định không thích là không thích. Dạ. Cái kiểu gì kỳ lắm chị. Em còn nhiều cái ác lắm chị. Lý do gì mà em không ưa Phúc vậy? Tại vì cũng chảnh đâu kém gì em đâu chị. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích 2 người. Bây giờ là sau khi cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn. Chị thấy có ai tuyên bố vậy không? Trời, cua gái mà dằn mặt quá à. Mà ngang ngược vậy đó. Xong em tính bỏ cuộc rồi. Thì lúc đó là thầy Ninh mới cho đóng một cái vở Romeo Juliet. Và thầy Ninh nhờ em sang để phụ khiêng đồ cái đặt em xung phong qua liền. Thì thầy mới thấy là bây giờ thầy cho Phúc đóng vai Romeo rồi anh Phượng nó hung. Mà thầy bắt phải hung thiệt, hung như điện ảnh. Cái em nghĩ là thời cơ tới rồi. Nghĩa là xong cái Phượng hung thiệt. Hôn thiệt xong rồi sau đó là Phượng đứng lên đi ra thì em không đứng lên được. Em bị đỏ mặt, em chạy về một lớp một mạch rồi em biết là em thương mà này thiệt. Chứ em không phải là em cua để mà giống như cua dằn mặt. Dằn mặt nữa. Nhưng mà em cũng thương vậy thôi, em nghĩ chắc là tình đơn phương chứ bà này bà không có cái chảnh, vẫn bây giờ còn chảnh. Bà ngồi lại bên mép thầy Ninh, thầy nó hung con thiệt thì thầy đổi bạn khác đi. Nhưng mà riêng bản thân em thì anh muốn hỏi là em có một cái cảm xúc gì không? Thật ra thì lúc đầu là hơi bất ngờ, ngỡ ngàng, và sau đó thì phê, đúng không? Không có cảm giác là thích mà cảm thấy ghê ghê. Chắc cũng phải sau đó, cũng phải đến gần 2 năm sau thì tụi em mới có những cái tình cảm. Là em thôi chứ còn Phúc đã có cảm tình với em rồi. Anh ơi, nhưng mà cái thời điểm đó là cái gì mà em có tình cảm với Phúc? Tại vì thật ra là thấy bạn ấy cũng rất là kiên trì. Và phải nói là bắt đầu từ cái khi mà tuyên bố cái câu đó là không có để ý một bất kỳ một bạn nữ nào ở trong trường nữa. Em mới cảm thấy là ồ, vậy là bạn này cũng không đến nỗi xấu như mình nghĩ. Em tìm đủ mọi cách cho tới sau khi cái lần đó xong thì quen cũng mấy năm, thì em một ngày đẹp trời em đưa Phượng về, cái em mới nói là thật ra thì đúng một cái lần hung của thầy Ninh thôi chứ bây giờ chưa được hung cái nào hết. Tới một ngày em làm liều, tại vì cái nhà Phượng đi vô cái hẻm thì hôm đó nó tối, thì hôm đó bị điện đèn nó tắt hết, nó tối em lại là cơ hội tới lần nữa. Đó. Đèn tối. Em mới dừng xe lại, thế em quay ngược lại sao em hung một cái nữa. Thì em hung một cái thì em bị một cái tán bóp. Như là trời giáng nó sáng, em tới đó thấy trời nó sáng choang, coi như là Phượng nó là tại sao giống như hung Phượng như thế. Em cứ yêu nhau thì phải hung nhau chứ, thậm chí là người ta còn làm gì hơn nữa, mà bây giờ mình không làm được gì hết thì thôi bỏ đi. Chứ yêu mà cứ nhìn nhau thì không được, em thấy không cháy ổn. Yêu trường vậy là sao? Em còn nhiều cái nó ác hơn nữa chứ. Tụi em yêu cháy trong bao nhiêu lâu? Em nói ra thì có thể mọi người không tin, tới lúc cưới luôn á. 9 năm à? 9 năm từ lúc yêu cho tới lúc cưới là 9 năm là tụi em. Mà chay trường mà người ta đụng người ta hung cái là quýnh người ta vậy đó. Không, tức là em chơi cái trò gọi là mở treo cho mèo nhịn đói đó chị. Vờn đó chị, vâng. Có nghĩa là chị hung đồ này kia bình thường và vờn, cái khi mà mình bắt đầu mình ngực mình ấy lên là lời sơi xong rồi. Biến. Đó. Dạ, cái sao em còn nhớ lúc em tới nhà của Phượng, cái nhà Phượng có nguyên cái hầm rượu, tại ba Phượng đi diễn nước ngoài thì rượu nhiều lắm, cái sao em xuống em muốn ngủ, nói rượu em mua.
cũng để cho lấy tinh thần đó. Lấy tinh thần thì tức quá cái làm đại đi xong đó. Rồi làm đại đi cái em lên em thấy ngủ mất tiêu luôn rồi đó, rồi thôi xong. Em nghĩ là Phượng em vợ em là cái dạng người chắc không có ai luôn á, tại vì em nghĩ là yêu nhau tới cỡ đó rồi mà còn vẫn giữ gìn thì em thấy hơi bị vô lý. Không nhưng mà phải đâu, thật em cũng không dám đòi hỏi hơn, nhưng mà người em nghĩ là bà này mới bị bệnh, em nói chắc mẹ này bị điên nè, thiệt có con thần kinh tâm thần nó đúng hơi ghế luôn thiệt. Hồi xưa em có bồ bạn gái em là cái chuyện đó bình thường, nhưng mà với ví dụ khi gặp Phượng là em tự nhiên em bị là giống như bị ăn chay vậy đó. Kiểu như là tự mình giải quyết một mình mà không có ấy, em giống như là mình giống như mình giống chị nói là bị bệnh á, cái lần vậy thì quay qua nó là thằng con này đúng là con điên luôn, cho là bị thần kinh, tại vì không thể nào mà yêu mà mình thì đẹp trai cao to sáng láng làm gì không tới nổi mà để mà không dám làm gì đúng không kiểu. Mà luôn luôn sống trong chế độ thầm thèm đó. Đúng rồi. Mà đi cảm thấy trên những cái lúc mà đi riêng hay gì là toàn là vậy không chị, giống như là bị nhịn á, bị nhịn mà nhìn thấy mà không được làm gì đó. Em tới một ngày đẹp trời sau 9 năm là em nói là mình thôi. Mình không có bỏ, mình bỏ đi, mình không có quen nhau nữa. Là đường anh ấy đi, tại vì em thấy vậy là không ổn. Tại vì có lẽ là Phượng cũng không yêu em và cũng không tin. Tại vì khi mà tin rồi, yêu rồi và thấy em đàng hoàng, gia đình em mọi thứ thì phải có là cái chuyện đó bình thường. Cũng không cho các em nó thôi về bỏ đi không có ngưng. Rồi xong sao lại không bỏ? Bỏ à. Nhìn nhà nó okay về luôn. Dạ. Nhà nó về luôn. 3 ngày sau qua nhà em. Tại vì em về là em không ăn không uống, có như một cái gì đó nó rất là giống như em bị mất một cái gì đó mà nó một cái thói quen đường trường của em á. Dạ, đúng, là đúng. Em bị bỏ em cái thói quen đường trường. Không phải chị giống như là bị một cái hụt hẫng mà giống như là đáng lý ra là mình đã có rồi nhưng mà mình có thể là nó làm sao đó. Thật ra lúc mà em mấy cái ngày mà em không gặp Phượng là em cũng có đi gặp ví dụ như bạn gái ở ngoài, em cũng có giải quyết cái chuyện của em, nhưng mà vấn đề là em thấy nó vẫn là không được là gì hết, vô nghĩa, vô nó chỉ nghĩa. Là dạ, nhưng mà chứ là phải cần phải có bạn này thì em sau 3 ngày này em qua nhà bạn này rồi em nhớ là tặng đồng hồ, em tặng một, em mua một cặp đồng hồ xong em nói là đeo đi rồi đó, chuẩn bị đi mình cưới chứ không là không có em làm thế kiểu chứ như em thấy nó không có lãng mạn, nhưng mà em đưa em nè. Rồi cô có đồng ý không? Nói chung là cho tới tận bây giờ luôn em cũng vẫn chưa thấy có một cái lời cầu hôn chính thức nào đối với em. Cái đồng hồ xong nè. Qua cái đồng hồ vậy đó, có thể là do là chưa có đủ cái lòng tin với nhau, với lại thực ra thì em gia đình em thì cũng hơi bị, em bản thân em cũng hơi bị cổ hủ về những cái chuyện đó, những cái quan niệm về hôn nhân, về gia đình, cho nên em nghĩ là cái chuyện đó là nó phải rất là thiên liên và nó phải rất là đẹp lãng mạn, cũng mơ mộng lắm chị. Và cái khoảng thời gian mà quen nhau dài như vậy thì mình nghĩ rằng đó cũng có thể là một cái sự thử thách. Khi... thử thách lâu quá, tới 9 năm là quá lâu. Giờ em còn hận nó cũng chết chân thành đó. Mà chết chân thành rất là lâu. Thử coi có chán không? Mà tại vì trời ơi, mà thử gì đâu mà thử tới 9 năm nữa. Chị đi kiếm em là chị chỉ vô vũ trường thôi. Tại vì hồi đó là em ăn chơi, tại vì em con một trong nhà mà đó là suốt ngày chị đi chơi ngoài được nha. Em nghĩ đó là lý do Phượng sợ. Có phải là em suy nghĩ và em sợ ông này theo cái kiểu đó không? Dạ cũng có, nhưng mà đó cũng là một cái cách để thử thách cái sự chung thủy của bạn ấy. Mà chị hỏi nè, thường á là cái chuyện mà giống như là mình chơi cái chiêu mà ức chế lâu quá đó, thì cái đêm đầu tiên á mà để em chạm đến người bạn này á, nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Hoặc là cực kỳ mãnh liệt, coi như có nhiêu tôi thồn hết đặng mà tôi trả thù cho bà. Nhưng mà nó lại còn có một cái trường hợp nữa là không làm ăn được. Cái đó là chính xác. Đúng rồi, là tại vì cái cảm xúc nó ngộ lắm. Thì là em là rơi vào trường hợp nào? Em là trường hợp đầu tiên ạ. Có nghĩa là cái sau cái ngày cưới đó thì tụi em không làm gì hết, tại đêm đó tụi em chỉ đếm tiền, tại vì rất là nhiều tiền. Mà sáng hôm sau tụi em đã book tour đi chăn mật đi nước ngoài, cho nên thành ra em nói thôi đêm nay mình quyết định mình đếm tiền để ngày mai mình còn đổi hoặc ra sân bay với mình đổi tiền mình đem đi, ví dụ đang nghỉ vậy thì đêm đó chỉ đếm tiền. Rồi bây giờ đêm thứ hai là đi đi hướng tuần nước ngoài đúng không? Đêm thứ hai là bắt đầu có ra, nhưng mà tụi em lại không có, lúc đó tụi em mua tour mà tụi em không có đi theo tour, và tụi em xin tụi em ở lại tại lý do là vợ em bị bệnh. Thì lúc đó mọi người đi hết thì cái khách sạn đó là của tụi em. Khi mà tụi em bắt đầu lâm trận, xung trận á, thì là em nghĩ là chắc nguyên cái khu đó, hành lang của nó là chắc người ta sẽ nghe, tại vì tụi em cười và giỡn đồ này kia, giống như là người ta bắt đầu vô là nó phải rất là lãng mạn romantic thôi. Hai đứa em vừa mới đụng vô cái là xì mà cười muốn khùng luôn vậy á. Thân nhưng quá mà, rồi dạ. Rồi bây giờ thân quá rồi, bây giờ cuối cùng là có vui không? Dạ, vui tại vì nguyên ngày hôm đó là tụi em chỉ ở trong một khách sạn thôi. Giống như là biết rồi, sau khi mà giống như khám phá được cái báu vật rồi là làm hoài, có nghĩa là sau đó đủ thứ, tại vì vấn đề em kinh nghiệm hơn với Phượng trong cái đó, cho nên là em bày với Phượng đủ thứ, nên là sau đó thì Phượng rất là thích. Mà Phượng bắt đầu Phượng mới nói biết vậy thì 9 năm trước đã làm rồi chứ không phải chờ tí. Sau khi coi như là 9 năm quen nhau, 11 năm ở với nhau, vậy thì có những tật xấu lòi ra không? Em coi chương trình Vợ Chồng Son là chắc là em thích nhất là đến cái đoạn này đúng không Phượng? Em rất là tâm đắc. Rồi tâm đắc. Em suy nghĩ hết 3 đêm để
liệt kê những cái tật xấu để có thể kể ra đây. Dạ. Anh không nghĩ Phúc nó nhiều tật xấu đâu. Tại vì lúc nào anh cũng thấy Phúc nghe nó lúc nào nó cũng chỉnh chu hết, tất cả ăn nói thì rất là ngọt ngào, rất tới là cái đoạn này mình có thể tu ra được không vậy? Không được, không được em. Đúng không được. Nhưng mà anh không biết trong sâu xa của một Phúc nó có những cái tật xấu gì em. Những cái tật xấu mà điển hình nhất của cái người này á, đó là yêu bản thân một cách thái quá. Tức là mỗi khi mà ổng ra đường á là em phải dùng cái từ gọi là lố lăng á, xịt nước hoa một cách lố lăng, chăm chút quần áo một cách lố lăng, tóc tai một cách lố lăng, và xịt keo là ta nói bụi mù tung hết cái nhà em luôn. Mà trời ơi, chỉ cần em đi cạnh ông này thôi là em đã thơm nguyên một ngày rồi, em không cần phải xài nước hoa. Còn gì nữa? Trong cái túi đồ của ổng á, thí dụ mà anh mở cái túi đồ cá nhân của ổng ra thì mọi người sẽ tưởng đó là cái túi đồ của em. Bởi vì ở trong đó nào là kem chống nắng này, son dưỡng môi này, nước hoa này, gel vuốt tóc nè, gel rửa tay, rồi là thuốc cảm, rồi là xịt thơm miệng, xịt thơm miệng, khăn giấy, xịt chân ngăn vớ hôi. Nói chung là không, tất cả những cái gì liên quan tới mùi và hình thức bên ngoài là đầy đủ đủ hết luôn. Như một cái siêu thị mini không hôm cần. Nay ổng đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, ổng có kéo cái vali đi theo không? Anh vô trong đó anh coi đi anh biết. Em nhìn đồ này là không có chú rể nào mà chặt qua được Phúc hết trơn, thấy không? Nãy giờ tôi dị ứng cái bông hồng này lắm. Em dị ứng cái bông hồng như là em dị ứng cái son dưỡng của ổng lắm luôn. Son dưỡng. Son này là của vợ em mua cho em mà. Ổng quả quyết cái này là son dưỡng đó Bin. Bin nhìn cái son dưỡng nào mà màu đỏ chót như vậy không? Bóng lưỡng vậy. Đã vậy mang đôi giày chặt tôi nữa. Mang cái đôi giày mà thiệt á, kim sa bọc lụa không vậy à? Đó. Nhà em ngược lắm. Đấy, em giản dị bao nhiêu thì ổng là lố lăng bấy nhiêu. Rồi còn cái gì xấu nữa? Này đáng yêu quá. Tật xấu gì nữa? Ngủ hay nói mớ, không biết là ban ngày có làm những cái chuyện xấu hay gì không nên mà ngủ là hay nói mớ lắm, nhưng mà em rình em bắt được hoài à. Có quay lại cái đề tài mà mớ là thường là về cái gì? Nói chung mớ những cái rất là vô nghĩa chị, nói mà mình không biết là ông nói cái gì luôn, nó nói rất là xàm luôn á. May là em chưa bắt gặp là Lan ơi hay là Điệp Huệ ơi hay là Điệp ơi nữa, chứ mà em mà bắt được là thôi xong hàng với em rồi. Rồi bây giờ còn nữa không? Còn cái tật xấu gì nữa không? Nói chung là bạn này thì có nóng tính không? Có gia trưởng không? Đi chợ thích nấu ăn, xong rồi là nấu rồi làm rần rần tưng bừng lắm, xong bày đầy hết trơn ra đó luôn cho em đi dọn. Rồi là nóng tính, rồi là gia trưởng là có nha. Nhiều luôn nha. Hay kiểu mà chưa có rõ nguồn cơn gì hết trơn á, là nổi lên cơn tâm bành lên, bắt đầu nói ào lên, xong bắt đầu là ân hận đi xin lỗi đó. Còn một cái nữa, rất là xấu đói. Ổng khi mà ổng đói là giống như một con người khác hoàn toàn luôn á, giống như là hai tính cách trong một con người á. Cha mẹ anh chị em dòng họ em không biết là ai luôn, lúc đó là em rất là xấu đói luôn. Tự nhiên vô cái em gặp chị em chửi chị, thí dụ giờ mà chị ôi sức ơi em gặp thí dụ vậy, tự nhiên xong chị tao có làm gì mày không mà em sực luôn. Hoặc là em sẽ làm dữ là kỳ cục lúc em xong, lúc đó mọi người quay lại đem em thấy là em bị kỳ. Rồi ăn xong vô cái đi. Dạ, ăn xong vô cái non cái vô xin lỗi. Xin lỗi. Cái cốt này là cốt con cọp hay là con sư tử gì hồi đó nè. Đó. Em mới nói là chứ ủa xấu đói vậy sao hồi đó nhịn được 9 năm cũng hay. Không có đói đó rồi đói khác. Rồi bây giờ tới Phúc đây. Em thì em nghĩ là lúc cưới là Phượng sẽ không có tật xấu, tại vì em thấy là rất là nhẹ nhàng thùy mị, mà con nhà kiểu gia giáo, rồi nói chung là mẹ Phượng rất là giỏi nấu ăn ngon, nên em nghĩ là mình lấy vợ rồi coi như là số 1 rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên luôn là em phát hiện là bà Phượng không có biết nấu ăn. Coi như là không biết nấu một cái gì luôn, và làm cái gì làm cũng rất là chậm, tỉ mỉ rị mọ. Mẹ em dòng họ gia đình, tại lúc đó Phượng về Phượng làm dâu là chê hết. Đúng là mọi người đều nói trời ơi mày lấy, ta nói đừng có lấy nghệ sĩ, lấy nghệ sĩ về là không ổn đâu, là kia nó chỉ đẹp thôi, nó chỉ này kia, chứ nó không làm được gì hết. Nói chung là em đã bị vỡ mộng cái đó trước. Cái thứ hai nữa là về em phát hiện là một cái tính là rất là tiết kiệm. Thí dụ nha, em đi taxi mà thí dụ 35 ngàn thì mình sẽ cho luôn 40. Đó thì Phượng không, Phượng nói là 35 ngàn là 35 ngàn, 40 ngàn là 40 ngàn, chứ không có cho thêm, coi như là cái nào ra cái đó. Chứ là hai vợ chồng cãi nhau. Thì em thấy cái đó thực ra phụ nữ nào cũng có cái chuyện tiết kiệm đó, nhưng mà em thấy hơi bị bất ngờ về cái chuyện đó của Phượng. Một cái nữa là cái tính cứng đầu. Có nghĩa là khi mà cãi lộn á là Phượng nói, Phượng cãi rất là căng thẳng, mà giống là cho tới tận cùng cái vấn đề, cho tới luôn đó, tới luôn mà không bao giờ dừng lại. Và chị nhìn cái chán là chị biết là cái chán là vậy, mà phát hiện mọi người đâu mà nhìn cái chán mà biết rồi là rất là lì. Như lúc em cưới em không có nhìn, lúc em yêu em chưa có nhìn cái vụ cái chán vậy. Có để tóc ngang hồi đó chắc là Phượng chắc đổi nón suốt đúng không? Đúng tóc rồi, ngang em ơi, đổi nón tròn á. Rồi ví dụ như đi chơi, em nói giờ đi chơi không, bạn em rủ đi ba rồi này kia nọ, thì không đi. Cái tụi em ngồi một bàn với nhau, ngồi nhậu một bàn, thì tự nhiên em nghe kế bên một cái tiếng nó rất là quen mà ý ới.
ngồi bàn kế bên với bạn luôn chị, mà bạn gái nữ gì không, tức là không đi nhậu với mình nhưng mà ngồi bàn kế bên để theo dõi. Có tại vì tụi em là đi nhậu thì hay có kêu hay có kêu gái với mà pin biết không, thì có mấy em ra sẽ cùng đi. Không phải là mình tầm bậy nhưng mà sẽ có, tại vì thật ra những thằng con trai vào nhậu thì không có chuyện vui, nếu có gái vô cho nó vui thì bà biết bà ngồi bà canh là có đó. Thì nguyên cái vàng đó là gái nó giải tán, nó kêu là anh ơi có mấy chị bên kia muốn mời tụi em, thì là thấy bà ngồi kế bên rồi đi massage thì em rủ không đi nhưng mà em nằm thì massage nó có cái màn ở giữa cái em nghe tiếng kế bên em thấy ủa sao tiếng giống vợ mình quá cái nhỏ massage kêu chỉ nằm kế bên đó anh, coi như nãy giờ mà nếu em có làm gì, giờ em có làm gì là em xong tiêu đời đi, thì ta đi lấy người ta đi chỗ xa xa lạ lạ đi, ai kêu vô chỗ mà em hỏi pin chứ là massage là nó phải rời, tại vì thực ra là chỉ mặc đúng cái quần xịp và coi như là hầu như là không mặc chỉ quấn cái khăn thôi, tại vì massage nam thì nó phải làm body thì nó phải massage, nó phải là khắp nơi. Thì chị Phượng kêu là tới đây thôi, tới đầu gối, thì em nói làm gối làm chi nữa, thì ta cứ để người ta bóp, tại vì thật ra bóp đùi nó cũng là một cái mỏi không cho luôn cái nhà chị mới xong. Mà tụi nó nói thôi vậy khó, lần sau đừng kêu vợ anh đi. Thì thật ra Phượng không đi thì em cũng rất là thích, cho nên chắc là ý gì đó, cho nên là em đi mình là nằm kế bên canh. Rồi con nhỏ kêu nếu con làm gì là nhỏ đó cũng chết, ra là chắc ma là nhỏ đó nghỉ luôn. Em không có ghen đâu chị, em không có không ghen. Không có ghen. Nói gì cũng được. Cái ghen đó nó cũng gọi là đón đầu cao cơ. Em không có ghen, nói chung là giải trí lành mạnh chị. Dạ. Chồng chơi được cái gì chụp hình là Facebook mà nếu đó. Mà ví dụ như là ai biết hết, ví dụ lỡ bà chị lạ, mặc dù ví dụ chị lớn em như lạ, cái bà là ai vậy, ai vậy, ai là phải tìm bằng được hoặc tìm số điện thoại tìm thôi. Chị có chồng chưa, chị ở đâu, hoặc là nó là phải tìm ra được là chị là, nếu chị gia đình là ok hoặc là công việc, còn nếu mà chị chưa chồng là chắc chắn là bà Vân bà cuồng phúc, ví dụ như là phải làm tới nơi tới chốn. Mà em bị nhiều lần xấu hổ vậy, kiểu như là nó bị oan á. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ thì bớt hơn, nhưng mà có hai đứa con, là lấy hai đứa con làm vũ khí, có nghĩa là lúc nào đi là kêu tụi nó gọi điện FaceTime rồi kia, hoặc là không biết sao nhưng mà gọi là bố ơi nhớ bố quá hay gì là em không phải... em không có gọi, tự nó gọi đó, sao nó biết bấm. Tự nó gọi đó, nó nhớ nó gọi đó. Đến cái phần mong muốn thay đổi, vậy thì Phúc muốn Phượng thay đổi điều gì? Em muốn Phượng là nhanh hơn một chút. Có nghĩa là thật ra thì bây giờ Phượng đã thay đổi nhiều, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó bắt đầu nó nhanh rồi. Mọi thứ nó nhanh, kể cả công việc, kể cả mọi thứ. Cho nên là nếu như chậm như vậy là thua. Còn mọi thứ thì em thấy Phượng là giờ rất là tốt rồi. Mẹ em từ hồi đó không thích Phượng mà giờ rất là thương. Rồi, tới Phượng. Mong muốn anh chồng mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em chậm lại một chút rồi. Dạ, tại vì là em nhanh không được, cho nên em muốn chồng em chậm lại xíu cho nó hợp với em á. Cặp dạ. Này là cặp rùa với thỏ. Dạ. Bởi vì cái nhanh đó nó xuất phát từ cái sự là nóng tính và từ cái là vội vã hấp tấp, thì nó sẽ có những cái hiểu lầm không đáng có xảy ra. Có một cái nhanh là cái chuyện vợ chồng á, là phải nhanh, tại vì con em giờ nó lớn rồi mà nó hay chui vô phòng tụi em, có nghe bây giờ nó có phòng riêng, nhưng mà nửa đêm là lỡ có nhiều lúc tụi em đang làm là nó vô thôi, cái đó phải qua đi. Không cái thì đó là em nói cái đó phải nhanh, tại vì không thể nào làm lâu được. Có thời gian ví dụ như bao nhiêu phút đó mình phải lẹ để mà mình lấy, chứ mình sao nó vô nó phát hiện là không ổn. Em nghĩ cái đó là phải nhanh. Thằng cu đó mà nó cỡ chừng 15-16 nó coi lại cái tập này á, nó mắc cười dữ lắm cái đoạn mà cha nó chia sẻ. Dạ đó, thì là mọi thứ vừa lại xíu, thì em nhanh lên xíu, ống chậm lại tí là vừa. Thực ra chị nói nghe nè, cho anh chị nhìn hai đứa kể vậy đó, nhưng mà thực sự mà nói á, nhìn tụi em á, cứ tưởng tượng tụi em mới lấy nhau á. Son thiệt là son, thấy chị không có nghĩ là cái thời gian lâu dữ vậy đâu, 19 năm mà. Chúc tụi em như vậy hoài luôn. Chúc cho hai vợ chồng cứ như thế này, cứ yêu nhau mặn nồng như thế này và nắm tay nhau đi hết suốt cuộc đời. À, xin chào. Cảm ơn chị Vân. Cảm ơn hai đứa. Son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. Dạ, nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa, em hát nhóm nào vậy? Giới thiệu luôn đi. Em hát nhóm The Queen. Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe, The Queen. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý. Đó, nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ.
Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn trời. Người ta cũng trúng bộ lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh. Xinh nhưng mà bằng bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là tin tưởng an đó. Tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự. Nói chuyện cũng rất là dễ thương nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cách đây là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó lao láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im nó lại là dạ, gây chú ý. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ hết kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là Vĩnh luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó. Vừa ra xong là coi như là dạ, quen rồi. Luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có khi như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong mang nữa. Dứt luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Và ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... ra không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ông biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào, phải rõ ràng. Đó. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em. Thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ thì, nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám sợ đến sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó, cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ. Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy, ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cưới vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy? Đó, cái nói, cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói.
ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại phải không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy, bực quá đi về nhắn tin với ba, ừ ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba à. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Ừ. Rồi. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Ừ. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi thì tính đó, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ừ. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ cơ. Dạ. Chị đó coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ, đúng vô rồi. Bởi dạ. Giờ gia đình là ưng liền đó. Chứ cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8 đi. Tháng vậy 8. Là sao? Ủa rồi vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 mà ngày còn tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em... tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn dạ. Luôn rồi. Em về dạ. Là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng được. Ừ. Các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nói kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng không đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày dạ, cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm rồi chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em?
Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu, run rẩy lắm, run rẩy lắm, không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. rồi gì là đó là phát hiện ra là bạn mày thôi đó. Dạ xong rồi em kêu em nói chuyện với ba mẹ em, được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Rồi sao chơi đó, rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi em không có cái cư xử đó nữa. Còn cái lúc cái kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa. Mình phải suy nghĩ cho con mà. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì không? Hồi hộp, sợ hãi không? Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội dạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền đó nè. Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì hết rồi sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nói cho mẹ mày rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm nó ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính tình còn, thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Giữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ. Giữ cỡ nào đâu em? Nó giữ là giữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng là không hay là im lặng? Em im em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. À, được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À. Rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tại vì em thì không thích nhậu nhẹt mà
tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao đi kiếm show ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Này không, đó, nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn quá. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhạt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa? Thứ nhất rồi thứ hai là ngủ á, khi mà kêu dậy á một cái có công việc cái gì á kêu chừng ai luôn. Khó dậy ngủ vậy đó. Chắc ngủ qua ổng ấy đó. Hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ đúng rồi. Hai em nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không, anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo, đúng quạo luôn, mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya, mà mua một lần mua về em mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh vậy á. Bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu đồng cảm đầu, ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng lúc... anh à. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có thêm lại. Nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đứa gái. Ủa, con trai. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời ta rượu bổ. Đúng rồi cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chị, tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó nhà. Thì tại vì em nhậu đó nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Không, im. Em im. Hãy im, em xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Công nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính tới mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi. Trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Ok. Cảm ơn chờ xíu nha cưng. Bé Răng ngồi chơi chứ. Cái nhìn màn hình tôi thấy tôi với Đạt giống như hai cái trứng vịt ở trên tivi vậy. Biết. Vừa để cái tóc nằm mặt chị mập quá Bin ơi chết rồi.